Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi đến với cái dựng ghế chân quỳ trong phần mềm SketchUp. Các bạn đang quan sát trên màn hình của mình đến hai ghế chân quỳ, màu vàng và màu đỏ, có kiểu dáng như thế này. Rồi chúng ta lấy file vào trong SketchUp để chúng ta cùng nhau dựng lên ghế chân quỳ. Rồi mình phải mặt chữ đứng đi. Các bạn cầm hình ảnh kéo nó vào. Ok các bạn, mình thu nhỏ hình này. Rồi mình di chuyển sang đây. Đầu tiên mình sẽ đi vẽ ở hành ghế ở chỗ ngồi trước, sau đó mình vẽ chân sau. Bây giờ hành ghế mình vẽ nó một hình chữ nhật. Đầu tiên các bạn hãy vẽ cho mình hình chữ nhật. Rồi mình ước lượng ước chừng nó vào đây. Mình ước chừng vào đây tầm khoảng độ là lên cao tầm 300. Phải 400 30 đúng rồi. Rồi ok các bạn. Sau đó thì các bạn nhìn thấy nó có một đoạn xuống bên dưới này, mình sẽ vạch dấu lên trên này từ đây lên. Đấy, mình cho khoảng độ tầm 60 đi. Rồi mình vẽ một đoạn vào trong này. Rồi ok các bạn, mình lên đây, sau đó mình xóa phần này đi. Mình nối cái này đây, mình xóa cái này đi. Rồi các bạn nhìn thấy đã được vấn đề, chúng ta được cái chữ N như này. Bây giờ mình sẽ bo góc, mình sẽ nhờ đến Finesse, mình bo hai điểm này, 1, 2. Ok, mình hình như chọn nhầm, mình xóa cái này đi. Rồi mình bo lại 1, 2. Mình cho bán kính tầm 20 đi. Ok, bán kính 20 và ít mình cho lên 30 đi. Mình bo lại 1, 2. Mình cho tầm 30, ok. Dưới này mình cũng vậy, 1, 2. Rồi à, mình cho tầm 30. Rồi các bạn đã được một cái thành ghế. Bây giờ mình sao chép cái này sang khoảng cách từ đây sang. Đó, mình cho tầm khoảng độ là 350 đi. Rồi, ok các bạn được cái thành ghế như vậy. Bây giờ mình chọn cả hai cái này. Mình nhấn vào Cuvinox. Rồi các bạn nhìn thấy nó tạo thành thành ghế như này. Rồi bây giờ muốn đẩy độ dài dày lên, mình Xclose cái này ra. Nhấn chuột phải, Xclose. Sau đó mình dùng xoay bút full, mình đẩy độ dày của thằng này lên. Đó, lên một chút. Mình cho bằng 8 đi. Enter, rồi độ dày hay kì. Sau đó các bạn nhìn thấy ở đây có phần gừa này, đằng sau phần gừa này, để nó chứa cái tiếp này, để làm xương sống lưng cho nó. Thì ở đây các bạn có thể vẽ xương sống lưng, như ở đây mình sẽ vẽ cái gừa này thôi. Rồi các bạn nhìn thấy mình sẽ vẽ gừa này. Rồi ok, mình thoát lại. Sau đó mình sử dụng offset của Surface. Mình chọn cái bề mặt này. Nhớ các bạn chọn cái bề mặt này nhé. Nhấn vào Surface. Mình kéo phẳng này vào. Rồi mình cho vào khoảng độ bằng 15 đi. Rồi ok, mình đã có cái 15. Bây giờ mình lại đẩy tiếp độ dày ra. Mình giữ xoay bút full. Mình chọn đúng cái bề mặt này. Mình chọn xoay bút full. Mình đẩy độ dày ra. Rồi
Như vậy là các bạn đã xong cái ghế, cái thành ghế. Thành ghế của nó cũng khá là chắc chắn đúng không? Rồi ok, bây giờ mình make group cái này vào. Make group. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là phải tạo ra được cái chân chân quỳ này. Rồi ok, mình về mặt chiếu đứng. Mặt chiếu đứng. Sau đó mình vẽ một hình chữ nhật. Vẽ tiếp tục một hình chữ nhật. Mình bắt điểm từ đây đi. Rồi, mình cho đến đây. Rồi, cho đến đây. Rồi, bằng với cái mép kia. Rồi, ok các bạn. Mình di chuyển này đây. Rồi, mình khóa hướng để cho bằng mép trên này. Tiếp tục mình di chuyển cái này đây. Mình cho bằng mép ở chính giữa này. Rồi bây giờ mình di chuyển cái này xuống, mình chỉ vẽ ở đoạn bằng chân này thôi. Rồi các bạn có thể vẽ đến tận đây cũng được, không sao cả. Rồi mình bo góc đi, mình xóa màn này đi, mình bo góc, bo góc góc này, góc này 1, 2. Rồi, 30, ok, xong rồi. Bây giờ tiếp tục, mình các bạn nhìn thấy nó xanh xanh quanh này. Đó, mình đi tiếp, mình lại chọn này. Mình sao chép nó này. Mở một cái, sang đây. Mình cho tầm 350 bằng cái ở trên. Rồi, 350. Nghe có vẻ hơi to, trong đó mình còn di chuyển thì mỗi cái mình cho phi 20, mình mỗi cái cho vào 10 đi. 10. Rồi, đây tiếp tục. Cái này mình cho vào 10. 10, rồi. Để cho các bạn. Bây giờ còn một cái hình chữ nhật ở bên dưới này. Ok, mình nối cái này này vào đây. L, Enter. Rồi, L, Enter nối vào đây. Rồi, ok, mình xóa cái này đi. Xong rồi, bây giờ được hai thành bên. Mình xóa hai cái thành này đi. Rồi được chưa các bạn? Đó, thì cái đoạn này mình bo bằng đây, mình tạm thời ẩn vào này đi. Ẩn đi. Rồi được chưa các bạn? Rồi đây là một cái ghế chân quỳ, cái chân quỳ ở bên dưới này. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình xóa cái này đi. Rồi mình bo tiếp thằng này bằng 20, 30 đi. Rồi bấm vào đây, mình chọn hai cạnh. 1, 2, 30, ok. 1, 2, 30, ok. 1, 2. Mình chưa chọn đúng. Chọn lại. Ok. Tiếp tục. Ok, xong chưa? Tiếp tục cái này. Mình giả sử có một cái nối ở đây đi. Mình tiếp tục. 1, 2, ok. 1, 2, ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh finesse. Nhưng finesse cái này nó lời đạc ra thì nó không thể nào chạy finesse được. Cho nên mình chọn tất này. Sau đó mình nhấn vào SuperQL. Nhấn vào công lệnh SuperQL này. Rồi ok, các bạn nhìn thấy nó đã thành liền khối rồi. Bây giờ mình vẽ cái hình tròn đi. C. Đó, mình cho nó bán kính bằng 20 đi. Rồi, được chưa các bạn? Mình chọn hết cái đường dẫn này. Sau đó mình nhấn vào Funomi, nhấn vào tiết diện này. Xong rồi. Rồi, ok, 20 nghe có vẻ to quá. Mình cho, mình vẽ lại bán kính này. Mình cho bằng 5 thôi. Rồi bằng 6 cũng được. Rồi, ok, mình vẽ hình tròn. Mình cho bằng 6 đi. Rồi, ok. Mình chọn toàn bộ đường dẫn này, mình nhấn Funomi chỉ vào tiết diện này. Ok, nghe có vẻ đã ổn rồi. Rồi bây giờ mình make group cái này vào. Make group. Rồi mình hiện toàn bộ lên. Rồi. Xong chưa các bạn? Rồi, nghe ra có vẻ thằng này hơi dài chút. Hơi dài chút. Thì các bạn có thể cho lui vào bên trong.
hai cái thành này, hai thành hai bên này, thì các bạn có thể chỉnh nó lại, kích thước nó lại cho nó vào trong bên trong này. Rồi ok các bạn, như vậy bây giờ mình sẽ tô màu cho nó. Rồi mình tô màu vàng đi. Rồi màu vàng. Rồi ok, như vậy là các bạn đã tạo ra được cái kế chân quỳ, chân quỳ bằng trong phần mềm sẽ chép. Mình sao chép cả cái này ra. Rồi mình xoay đi 90 độ. À 180 độ đi. Hai ghế này nó ngược hướng với nhau. 180 độ. Rồi. Như vậy cái màu này nó sẽ là màu đỏ. Mình tô cho nó màu đỏ. Rồi được chưa các bạn? Như vậy là mình đã tạo ra được hai cái ghế chân quỳ, màu vàng và màu đỏ đúng như cái hình ảnh này. Rồi. Chúc các bạn. Như vậy qua video này thì các bạn đã làm tốt, khá tốt vấn đề Photoshop rồi. Nếu các bạn theo dõi video của mình thì nhớ đăng ký kênh ở bên dưới sẽ xem những video khác nữa tốt hơn. Rồi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.